Tối hôm nay về cái chung, cái personal chung đó, một cái điểm chung là ca đoàn tối hôm qua hát rất là hay. Quý vị về coi lại đi, hát rất là hay. Đó là điểm chung. Còn cái điểm personal, ăn xong đó trước khi đi về đó, quý vị phải đi ra cái garage qua cái xe mới Bình Long. Ok, cái xe đó là xe rất là ngon lành đó. Em thấy chữ Long mà lại chữ V nữa. Long Long Năm. Long vàng hay là long năm? Tôi đọc là long năm. Câu chữ Việt. Chữ long não. Long não. Long não. Long não. Chữ năm đó, chắc là chiếc xe thứ năm rồi hay là cái gì đó, I don't know. Long vàng. Long vàng. Đúng rồi, long vàng. Long vàng. Một cái xe đó rất là ngon. Long hàng, long hàng vàng. Thôi, bây giờ cảm ơn tất cả các anh, các chị, với lại các cháu. Một năm thiệt là dài, mà sao nó qua nhanh quá vậy ta? Quay lại cái rồi bây giờ sắp sửa là hết qua năm 2022 nữa. Thôi xin Chúa đã khởi sự làm việc lành, thì xin Chúa gìn giữ. Bữa nay vô thấy anh Thi mặc cái áo thấy rất là đẹp. Không có gì hay thì mình khen đâu ấy liền, phải không? Rất là không, thấy nó rất là từ hôm nay cho sau này mỗi lần mình đến nhà thờ và Chúa thấy mình đi trong đó là rồi thôi, cảm ơn Chúa cho mình hiểu ý trong mình. Chính là Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Một năm nó có rất là nhiều những vấn đề xảy ra, nhưng mà chúng con thấy là Chúa sự thương xót và nhân từ của Chúa có ở cùng. Chúa cho chúng con đi qua hết tất cả mọi sự. Và hôm nay là ngày 26, 25, để cho chúng con có thể ngồi. Còn vài ngày nữa là chúng con qua một năm mới, mà chúng con ngồi để mà đến đây cảm ơn Chúa đã cho anh Tấn Ngọc Long cũng như chị Đông Nghi mà gia đình đã mở cửa nhà, mở cửa lòng để thiết đãi và host cái ban thanh tráng để có một bữa ăn giống như là một cái buổi sinh hoạt cuối cùng. Ngày mai thì còn có một cái buổi sinh hoạt ở tại nhà thờ nữa, rồi sau đó chúng con sẽ đi qua năm mới. Chúa ở cùng với anh chị Tống Ngọc Long và gia đình, Chúa ban phước. Chúng con thấy sự nhân từ và sự thương xót của Chúa cứ chiếu mến với những cái người mà tìm cầu Chúa và thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày chúng con lại càng bước gần với Chúa hơn, càng ngày càng được tăng tiến hơn ở trong ân sủng dồi dào của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng thấy có mấy cháu ở tại đây lớn rất là nhiều. Chúng con quay lại những cái gì mà các cháu đã làm trong năm qua, mà chúng con chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa thôi. Thành ra Chúa là Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúng con không biết năm 2021 điều gì sẽ xảy ra với chúng con, bởi vì chúng con đã đi qua năm 2020 rồi. Nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa là sự chiếu mến của Chúa cứ đeo đuổi chúng con. Và chúng con nhìn về năm 2022 cũng với cùng một cái tư tưởng và thái độ đó. Chúng con không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong năm 22, nhưng mà xin Chúa cứ tiếp tục dùng sự thương xót và nhân từ của Chúa để thết đại chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tấm lòng và bàn tay đã chuẩn bị thức ăn. Xin Chúa Ngài ban phước lại, và xin Chúa Ngài ban phước cho chúng con để chúng con ăn được ngon, lòng của chúng con được thỏa nguyện ở trong ân lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mấy ngày nữa mình có cái ngày mà đón giao thừa nữa. Okay guys, xin mời ông bà mục sư chính, mục sư họp cũng như tất cả anh em, chúng ta thể bước qua bên nhà bếp, chúng ta lấy đồ ăn, chúng ta trở về bàn này. Mấy ông đi, đó mấy ông không mình lớn đi. Màu sưng mà nhạc sưng. Đây, 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 đây. Because they know what you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi trên bàn đó. Để trên bàn. Rửa bỏ. Ông này dơ quá. Ông cái này sao không nghe ơi. Đổi qua đây. Nè còn cái chén nữa nè. Còn chén nữa nè. Lấy đi. Là mấy cục này đó.